Công trình thủy lợi Rào Nang thuộc xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình được đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư là 350 tỷ đồng và được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2022. Dù được đầu tư xây mới, nhưng hệ thống kênh chính dẫn nước về các địa phương đã sử dụng gần 25 năm nay. Mỗi khi nước về tuyến kênh đều chảy vào nhà bà Nguyễn Thị Nhượng, trú thôn Linh Cạn Sơn, khiến toàn bộ sân và vườn nhà bà đều ngập trong nước. Ở xóm bà Nhượng, có gần chục gia đình bị ảnh hưởng, khiến cây trong vườn bị chết úng. Để bơm về khi mô là ngập cho đến khi đế hà luôn. Là mê là cứ lôi cẳng ấy đau nữa là lôi không được. Là con cháu ăn sắp cái nữa để mà đi cái mà lôi trữa lầm nạc khăn ăn á. Tại thôn Thanh Tăng thuộc xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, nước từ kênh tràn xuống cũng làm ngập ruộng trồng hoa màu của bà con. Bà con ở đây có hơn 5.000 hecta ruộng màu bị ảnh hưởng nặng. Do nước ngập nên cây hoa màu không gieo trồng được, hoặc có gieo trồng nhưng không phát triển được, làm bà con rất lo lắng. Hoa mà nước mà ngập như thế thì hoa màu là hư hại nhiều. Nói chung là đến cối dưới hai bên mép là hư hết. Không đến cái ảnh hưởng đến cái thu nhập. Xây dựng cái đập Rào Nang thì sau một cái rồi thì là cái hệ thống mương á là lâu năm xây dựng rồi cho nên bị là cũ cho nên là lượng nước là chứa không nổi cho nên là bị tan đi nạc là cái tan cái thành mương nên chảy ra thì là ngập úng một số vùng đồng như rau màu khoảng 5 hecta của thôn Thanh Tân và 10 hecta là ruộng lúa của vùng Hốc Điền, rồi là có một số hợp tác xã xung quanh liên kề cũng bị là cái ngập úng. Cũng mong muốn rằng là có sự hỗ trợ của trên để rồi là nâng cấp cái thành mương lên để là có như kia khỏi là có nước khỏi chảy tràn qua cái lòng mương để là có như phục vụ từ cho bà con nhân dân là sản xuất rau màu trồng lúa được thuận lợi để khỏi ngập úng. Thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình đã tổ chức sửa chữa các tuyến kênh. Tuy nhiên, kinh tế không đủ nên việc giải quyết tình trạng ngập úng khó khăn. Để giải quyết vấn đề này thì kính đề nghị các sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban tỉnh và đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn bố trí thêm nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa hệ thống cánh mương để đảm bảo hoàn chỉnh đầu tư đồng bộ. Trước thực trạng trên, nếu sớm được đầu tư sửa chữa tuyến kênh Rào Nang sẽ giúp người dân các xã bị ảnh hưởng ngập lụt yên tâm sản xuất và sinh hoạt, qua đó đảm bảo an toàn công trình và mức tưới tiêu đồng bộ cho các xã vùng phía Nam thị xã Ba Đồn.